Tối ngày 12 tháng 1, lực lượng chức năng đã vớt được chiếc xe ô tô của anh T. Liên quan tới vụ chồng lái ô tô rồi mất tích, người vợ nghe tin xe ô tô chồng lái chìm dưới sông Đà. Lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô của nạn nhân người lái xe ô tô mất tích là anh T, trú tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tìm thấy anh T trong chiếc xe ô tô bị rơi xuống sông Đà. Lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô dưới sông Đà lên bờ vào lúc 20 giờ cùng ngày. Anh T được tìm thấy bên trong ghế lái của chiếc xe. Thời điểm phát hiện, anh T vẫn đeo dây bảo hiểm trên người. Hiện anh T đã được đưa về bệnh viện huyện Quỳnh Nhai để phục vụ quá trình khám nghiệm. Nguồn tin cho hay, trước đó, trao đổi với phóng viên, chị Cà Thị Hà, 40 tuổi, vợ anh T, xác nhận thông tin và cho biết hiện chị cùng người thân rất lo lắng khi chưa liên lạc được với chồng. Theo chị Hà, gia đình anh chị mở xưởng sửa chữa ô tô tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Sáng ngày 10 tháng 1, trước khi lái ô tô rời khỏi nhà, anh T có dặn nhân viên là đi huyện Quỳnh Nhai để sửa chữa ô tô cho khách. Sau đó, chị cùng nhiều người không liên lạc được với anh T và đến công an huyện Quỳnh Nhai trình báo. Đến hôm nay 12 tháng 1, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe của chồng tôi ở dưới khu vực sông Đà, cách cầu Bá Uôn khoảng 2 km, thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai, chị Hà nói. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, mặc dù gia đình chị Hà sinh sống trên địa bàn phường, nhưng sự việc lại xảy ra tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai nên chính quyền mới chỉ nắm được thông tin ban đầu. Cụ thể sự việc thì phía chính quyền chưa nắm cụ thể. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.